Một quả núi mọc giữa mây trời, ở đây có duy nhất một ngôi nhà ngói cam, cậu bé tóc xanh mắt tím chạy đuổi theo một con thạch điểu đang bay trên bầu trời. Cậu gọi ông nhìn lên bầu trời khoe rằng mình tìm thấy một con chim này, loài chim đã lâu rồi không xuất hiện. Cậu bé muốn bắt con chim này, ông liền lấy cây cào rơm phóng mạnh lên trời, xuyên ngang qua con chim, con chim bị thương ngã xuống. Cậu bé phấn khởi chạy lại lấy đà nhảy lên ôm cổ con chim cùng lao xuống không may con chim và cậu rớt ra ngoài núi tưởng chừng như hết cứu thì cây cạo rơm mắc vào thân núi cứu bơ van một phen về tới nhà hai ông cháu cùng nhau làm thịt con chim mỗi ngày hai ông cháu đều vận động tay chân lần này tuy cậu vẫn thua nhưng trước đó xém nữa ông đã thua bơ van rất vui sau trận đấu ông ra bờ sông rửa chén bát nghỉ ngợi mới đây mà cậu bé đã lớn thật nhanh nghỉ đến đây ông chợt nhớ ra mai là sinh nhật của cậu bé chạy một mạch lên nhà bơ van đang đứng tẻ ở bụi cây không nghĩ ra được mai là sinh nhật của mình Mai là sinh nhật 16 tuổi của cậu, 16 tuổi được đánh dấu là người lớn. Ông dẫn cậu lên trên đỉnh cao nhất của núi này, hỏi rằng cậu đã 16 tuổi rồi có muốn rời khỏi vùng đất Godfinger này không? Để đi du hành quanh thế giới, câu trả lời không muốn của cậu làm ông bất ngờ. Khi ông 16 tuổi ông đã rời khỏi quê hương để đi du hành vì thích phiêu lưu. Cậu bé nghĩ rằng mỗi ngày ở đây đều là một ngày vui nên không muốn rời khỏi đây. Ông cố gắng thuyết phục cậu hãy rời khỏi đây để tìm tòi những thứ vui hơn. Nghe thôi đã thấy phấn khích. Mất công dụ dỗ vậy nhưng cậu bé không hề hứng thú với những điều đấy Ngược lại cậu rủ ông mất công đã tới đây rồi chúng ta cùng câu vài con cá bơi Hết một buổi đến tối lại có loài cá bơi ăn thật ngon Trong bữa ăn ông đã kể lại cha của Percival Ngay khi bước sang tuổi 16 hắn đã ra khỏi nhà nhanh nhất có thể để thực hiện những chuyến phiêu lưu Ông ấy đã mất từ lâu rồi Percival ở đây không thể cảm thấy cô đơn vì có ông ở bên cạnh Cậu nói như thế làm ông cảm thấy thật hạnh phúc Cậu rủ ông ngày mai đi săn thằn lằn Mỗi lần say ông lại nói ra những câu Đôi mắt nhìn xuyên qua cái ác, cái miệng nói ra những lời chân thật, thanh kiếm đập tan cái ác. Đó là một lời nhắc nhở, ông luôn nhắc rằng Percy Van sau này sẽ đánh bại cái ác và giúp đỡ kẻ yếu. Đêm nay là đêm trăng tròn tuyệt đẹp, hai ông cháu đang ngủ thì Percy Van bị thức giấc. Cậu đi lên phía cao nhất của ngọn đồi, nhìn về phía xa, cậu nhớ về những điều ông kể. Những nơi thú vị phía xa, cậu háo hức muốn đi mà không thể đứng yên, chạy mấy vòng quanh ngọn đồi này, nhưng cậu không muốn đi vì có ông đang ở đây, cậu vấp té nằm xuống nền cỏ rồi ngủ quên mất. Cậu mơ thấy ông đang nói gì đó nhưng cậu không nghe được, tỉnh dậy thì thấy sương mù bao quanh ngọn đồi. Thấy một người đàn ông trên một chiếc tàu bay đi lên ngọn đồi này. Cậu hào hức vì chỉ nghe trong truyền thuyết bây giờ được gặp ở đời thực, người đàn ông giới thiệu hẳn là người bạn cũ của ông. Từ hồi ở trong thánh hiệp sĩ, bọn họ đã chia tay 16 năm trước nhưng bây giờ có công việc khẩn cấp cần giải quyết. Cậu bé giới thiệu ngôi nhà của mình ở bên kia đồi. Xin người đàn ông này cho xem con tàu bay. Cậu thử trèo con tàu nhưng nó không di chuyển, nghĩ lại người đàn ông ấy có vẻ đáng sợ cậu liền chạy nhanh về nhà và đang nấu bữa sáng một chiêu thức hình chữ thập mạnh tới nổi không đỡ được người đàn ông giáp đỏ lại tiếp tục nói đã 16 năm kể từ khi người phản bội chủ nhân và bỏ trốn ta không ngờ ngươi lại sống vô tư ở một vùng đất xa xôi như vậy và phẫn nộ nói chính bọn ngươi mới là kẻ phản bội và tiến lên đấu kiếm liên tục với hắn nhưng chỉ một cái chỉ tay của hắn và đã bị lủng một mảng lớn giữa người bơ si van chạy về đúng lúc thấy điều đó người đàn ông áo giáp đỏ chỉ ngón tay hướng về phía cậu bé làm nứt cả đồi núi Percy si Van cầm cục đá nhảy xuống ném về phía hắn. Percy si Van lấy cục đá bự dưới đất ném về phía hắn nhưng cũng vỡ vụn. Hắn nâng tay định dùng chiêu thức lên người của Percy si Van, và hy liền trồm lên ôm lấy hắn ngăn cản. Gào thét nói cậu mau bỏ trốn, hắn liền nói sẽ không để ai có thể trốn đi được. Đưa cánh tay lên trời va hy liền như có nhiều con dao cắt đứt thân hình của ông, và hy ngã xuống đất trong đau đớn. Hắn ta nói nếu có ai đáng trách thì đó chính là ông của người, cũng là chiêu thức đó hắn dùng lên người của Bơ si Van. Cậu bé phẫn nộ đưa nắm đấm về phía hắn, nhưng như chỉ là một cái chạm nhẹ lên bụng hắn. Bị hắn đá một cước lùi ngã ra sau, người đàn ông áo giáp đỏ đó chính là john Bây giờ hắn mới tới giết Vahi là vì cách đây vài ngày, một lời tiên tri đáng lo ngại đã được đưa ra. Sự xuất hiện của một thực thể sẽ dẫn chúa tể của bọn hắn, vua Arthur đến chỗ diệt vong. Họ được mệnh danh là bốn hiệp sĩ của ngày tận thế. Trong vi ha không giống là một trong bốn số chúng, Vahi trách móc hắn vậy mà làm thế với cả Percival. Izon c CD nói rằng đó là vì lợi ích chung, sau khi hắn bỏ đi, Vahi đã kể ra sự thật rằng người hiệp sĩ áo đỏ đó chính là cha của cậu. Vahi không còn thời gian để giải thích, dặn nếu cậu thực sự muốn biết thì hãy đi tìm ông ta. Vahi chết, ông để chuẩn bị sẵn một hòm đồ chứa những đồ ông tặng cậu vào ngày cậu khởi hành. Sau khi chôn cất ông, vết thương đó bây giờ đã thành vết sẹo mãi không nhòa, cậu quyết định xuống núi bắt đầu cuộc phiêu lưu. Khi Percy van té xuống đất liền thì gặp một con vật lông màu hồng, con vật chạy thật nhanh, cậu bé đuổi theo thì gặp một nhóm người. Họ tự giới thiệu là đoàn kịch đường phố cát, họ đang chuẩn bị biểu diễn, đầu tiên là đoàn trưởng tung mảnh giấy trên trời, sau đó chúng tự bốc cháy, tiếp theo là quý cô Elva, làm ảo thuật chú khỉ trên tay của cô đi qua chiếc vòng thì biến mất, người còn lại là Donny, cậu không chịu biểu diễn vì không có ai xem, bây giờ là một buổi diễn tập. Ba người đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng vỗ tay, Percy va vỗ tay khen rằng thật tuyệt vời, mong muốn được xem lại lần nữa, Donny hắn ở thói bắt nạt, nói cậu bé nếu muốn xem tiếp thì phải trả tiền van không hiểu trả tiền là gì Donny liền bảo thế thì trả bằng hiện vật Donny dùng thuật đưa cậu bé nâng lên khỏi mặt đất đang vui sướng vì điều kỳ lạ này cậu bé quay ra thì thấy bọn họ đã lên xe bỏ trốn cùng với túi đồ của mình không ngờ va xuất hiện trước đầu xe cậu chạy nhanh kinh khủng khiếp Donny trả lại bọc đồ cho cậu xin lỗi một cách giận hờn va không hề giận mà hỏi bọn họ cách để đi tìm một người đó là Sider, hẳn là cha của cậu đã giết ông của cậu cậu không biết mình có muốn trả thù hay không chị muốn đến hỏi chuyện Tuy nhiên ba người ở đây đều không biết tên của ông ta, trưởng nhóm rủ cậu cùng đi tới làng có thể có người ở đó biết cái tên này. Có hai người đàn ông chạy tới kêu cứu cho ngôi làng, có một con sói đang phá hoại ngôi làng, họ cầu xin dùng ngựa của nhóm người để gọi thánh kỵ sĩ. Donny nghe như thế liền phấn khích, tự quyết định sẽ tới đập tan con sói mà không gọi thánh kỵ sĩ. Donny muốn yêu cầu họ cung cấp lương thực và chỗ nghỉ cho tối nay. Tới rồi mới thấy kinh hoàng, là quái vật sói thì mới đúng. Donny sợ hãi quay ngựa bỏ chạy đi gọi thánh hiệp sĩ, Percy si van bất ngờ nhảy xuống cậu bé nhớ lời của ông nội dạy, đánh bại cái ác và giúp đỡ kẻ yếu trở thành người bảo vệ và liều mạng vì những điều họ yêu quý. con sói giơ móng vuốt về phía cậu. ngay lúc đó donny chạy tới ôm lấy bersivan, đỡ cho cậu bé một đòn đau. đang nói chuyện thì con sói tiếp tục tấn công. chỉ bằng một tay cậu đã đỡ được cái tác của con sói khổng lồ. một cái tác của cậu đã làm con sói nó xỉu. đây là chuyện một đứa nhóc và chết tên quái vật. trên đuôi của nó có một dấu ấn đang mờ dần. ở trên đồi cao con vật màu hồng đã nhìn thấy tất cả. bây giờ ngôi làng đã được cứu. Hôm nay Percy Van chính là vị khách đặc biệt của ngôi làng. Lần đầu được uống nước ép hoa quả thêm một chút rô si làm cho cậu bé mê đắm, Percy Van đi hỏi khắp người dân làng có ai biết cái tên Ijon Cde hay không. Đang lúc bực bội vì không ai biết thì có một tên mang giáp đen lơ lửng ở trên trời đáp biết. Hắn đang đi tìm một đứa nhóc thú vị đã đánh bại ma thú của hắn và hắn đã tới đây. Hắn nhận được tin báo rằng ông nội và người cháu đã bị xử lý gọn gàng rồi, không ngờ cậu bé vẫn đang sống tốt. Cuối cùng thì hắn ta vẫn còn quan tâm đến con trai của hắn. Đoàn trưởng tiến lên bảo vệ cậu bé. Đoàn trưởng tiến tới đặt tay lên vai của người mang giáp đen, không thể làm lay chuyển hắn. Hắn ta dùng tay đẩy nhẹ vào má của Đoàn trưởng, làm trưởng liền văng ra một khúc. Hắn chính là Hiệp sĩ đen, Bealayga de, một người bạn của cha và ông nội của cậu. Bercy van không hề sợ hãi trước tên này. Hai người dường như không hề lắng nghe đối phương. Tuy nhiên cái kết là chiến thôi. Cá cược rằng nếu cậu thắng thì hắn phải đưa cậu thông tin. Nếu cậu thua thì hắn muốn cậu phải đi theo hắn. Hắn muốn tự mình huấn luyện cậu. Hắn dùng một tay nâng cậu lên, một tay liên tục đấm vào người muốn kết thúc trận đấu, Bersivan Van như vua lì đòn, một cậu bé khi nãy đã được Bersivan Van cứu giúp hét lên cổ vũ cho cậu rằng cậu sẽ chiến thắng. Bersivan Van như được tỏa ra một sức mạnh bí ẩn trong cơ thể, dùng ma thuật đẩy lùi tên Pelega đe ra xa trong sự ngỡ ngàng của mọi người và chính cậu. Bersivan Van sợ hãi vì thấy có thứ ánh sáng vàng xanh trên hai tay mình, cậu chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi nó. Cậu đi tới nhờ Hắc Kỵ sĩ lấy thứ ánh sáng này ra khỏi cơ thể mình. Donny nói rằng có lẽ đó là ma thuật của cậu, hãy dùng thứ đó đánh bại hắn ta. Hắc kỵ sĩ phân vân không biết đây là loại ma thuật gì, hai người bắt đầu lao vào nhau. Hắc kỵ sĩ gọi ra một quả cầu lửa, đó chính là ma thuật hỏa thiêu. Percy Van chạy ra sau lưng Hắc kỵ sĩ, ông ta phóng thật mạnh nguồn lửa hướng về phía cao, Percy Van đánh bại đòn tấn công đó. Ngay lúc đó các ngọn lửa nhỏ bao vây lấy cậu bé, nuốt chửng cậu. Tuy đau đớn nhưng cậu bé không đầu hàng. Jenny và Elva nói Percy Van hãy đầu hàng đi. Điều không ngờ tới là đang trong lúc mơ hồ như thế này mà Bersivan vẫn có thể tạo ra những tinh linh ma thuật tí hon, bu vào tay và chân của hắc kỵ sĩ. Tình hình ma thuật này biết ma thuật của ông sẽ bị ngưng khi tay áp chế, sau khi thoát khỏi được đám lửa, ma thuật của cậu bé có thể chữa lành hồi máu cho chính cậu. Kiếm ma thuật này có hủy diệt chú pháp chủ phú phân tách, loại nào cũng có. Theo như vậy thì ma thuật của cậu bé có thể là người được chọn trong hàng nghìn người. Ông muốn huấn luyện thằng bé này, đang mãi trong suy nghĩ của mình, vừa quay đầu lại đã bị cậu bé trưởng trong một phát văng thật xa. Hắc Kỵ sĩ hết lời khen ngợi cậu. Người vừa mới thức tỉnh ma thuật đã có thể điều khiển ma thuật tốt như vậy. Bersey si van xoa đầu ngại ngùng vì được khen. Chưa vui được bao nhiêu lại đến lúc hoảng sợ. Hắc Kỵ sĩ gồng mình một cái các tinh linh ma thuật đều tan biến. Hắc Kỵ sĩ hùng hổ tiến tới nói rằng cậu bé không có cửa với bản thân mình. Donny lo lắng liền chạy tới phía sau cậu bé dùng ma thuật nâng Hắc Kỵ sĩ lên cao, kéo dài thời gian cho cậu bé bỏ trốn. Bersey si van không muốn rời đi. Cậu muốn biết được cha cậu ở đâu. Hắc Kỵ sĩ cảm giác như mình bị sỉ nhục. Ông ta tức giận tạo một vụ nổ lớn, hất răng tất cả ra xa, ngay lúc hai người sẽ bị đập như tử. Thì con cáo màu hồng xuất hiện, nó biến ra quả bi có bùa chú đưa hai người đi qua một địa điểm khác. Hai người cùng con cáo hồng đang ở trên một ngọn núi lạ nào đó cách làng bay săn hơn 30 dặm. Con cáo hồng chửi ngu ngốc. Nó mới vừa cứu hai người, hai người hoảng sợ hoang mang vì con cáo này có thể nói chuyện. Con cáo thuyết phục cậu bé hãy đi với nó. Cáo hồng giải thích cậu không được lọt vào tầm mắt của hắn ta. Donnie hỏi cáo tại sao lại biết nhiều đến thế. Bị cáo hồng chửi không có mắt à don đi tức phòng mỏ cáo hồng nói thêm đe chú ý tới cậu hắn phục vụ cho ma vương và những tên trong nhóm đó nhắm đến tứ kỵ sĩ khải huyền nhóm kỵ sĩ này được tiên đoán trước không lâu sau sẽ xuất hiện cáo hồng nhận lệnh từ một nhóm người chống lại họ bốn người họ có tên gọi là famine nạn đói Betty -y. qua chiến tranh death chết chóc tứ kỵ sĩ đó sẽ san phẳng thế giới về bốn thiên tài và Percy van là một trong bốn người đó ở trong một cuộc họp họ đã có thêm thông tin tiên tri tứ kỵ sĩ khải huyền đều vẫn còn là bốn thằng nhỏ rất trẻ hơn nữa cũng có xác suất cao là bọn họ không phải là thánh kỵ sĩ đúng hơn nên gọi là học việc của thánh kỵ sĩ còn có thông tin khá trừu tượng về họ một thằng bé với ma thuật vàng một thằng bé với một mắt thiện và một mắt ác một thằng bé bí ẩn không có hình thù cụ thể và thằng còn lại có tóc xanh vàng trông giống kiểu lông vũ vừa nhắc đến đây kỵ sĩ giáp đỏ không tin nổi vào tay mình vẫn như mục tiêu ban đầu mục đích vì lợi ích của đức vua họ sẽ phải tìm ra bọn chúng và tiêu diệt bằng bất cứ giá nào sau khi cuộc họp kết thúc thánh kỵ sĩ giáp đỏ mang nhiều suy nghĩ trong lòng ông không ngờ chính thằng bé lại là một trong bốn người đó lúc đó nghĩ là nó chết rồi nên không kiểm tra làm gì bỗng nhiên hắc kỵ sĩ xuất hiện sau lưng ông kể rằng mình có chiến đấu với nó nó giống như lời tiên tri ông không kết liễu nó vì thằng bé rất có khí phách và cần phải phát triển hắc kỵ sĩ đưa ra ý kiến thay vì giết nó thì sẽ huấn luyện nó theo phe của chúng ta kỵ sĩ giáp đỏ không đồng ý với ý kiến ấy ông vung kiếm cảnh báo hắc kỵ sĩ hãy nhớ nhiệm vụ bảo vệ đức vua hát ca sĩ hỏi hắn thực sự ổn khi không thực hiện nghĩa vụ như cha thằng bé hay sao kỵ sĩ giáp đỏ chắc nịch đặt chuyện công lên chuyện tư đó không chỉ vấn đề bảo vệ đức vua mà thằng bé sẽ san bằng thế giới trên xương rồng bơ van biết tin mình sẽ là người phá hủy thế giới cậu chắc nịch khẳng định điều đó sẽ không xảy ra cái hồng nói sẽ đưa cậu tới nơi cha của cậu và các đồng chí đang ở đó camelot donny không tin vì camelot theo cậu biết đã bị phá hủy nơi đó là vương quốc đã bị hủy diệt trong trận chiến thánh với băng quỷ vương chị với một cái búng tay từ quỷ vương mọi thứ đã trở về cắt bụi có vài người truyền lại rằng nhà vua với vài hiệp sĩ là người dân đã trốn đi được cáo hồng chắc chắn nơi đó vẫn còn tồn tại đường tới đó không được bình thường trước hết phải qua vương quốc lyonne vì đam mê phiêu lưu nghe đến chuyện mất bình thường bơ van lại càng phấn khích quyết định sẽ đi con cáo hồng này tên xin bơ van tạo thử thách ai săn được con mồi lớn nhất sẽ có thể ra lệnh cho hai người còn lại đi một đoạn thì cậu bé tìm ra được một hõm núi khấn khích đi vô mà không biết trong đó có nhiều nguy hiểm lúc đó có hai tiên nhỏ thấy con người đi vào liền đi tìm người khổng lồ donny đang săn bắn mấy con thú bắn trực con hư thì cậu nghe tiếng hét lo lắng nghỉ ở đó có người liền chạy lên đấy xem sao ở đây có một cô gái người khổng lồ đang cầu nguyện sau đó có hai tiên bay tới báo tin biết được bơ vi van gặp nạn mọi người vội vàng chạy vào khu rừng đó bơ si van trong rừng dễ dàng đánh bại các con quái thú cậu nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh liền tìm ra nhà của tên điên này vào cứu được một tiên thì chủ quan bị tên thảo dược điên làm cho ngất xỉu si van tỉnh dậy thấy mình chỉ mặc cái quần đùi, bị trói ngồi. Khi thấy tên thảo dược xuất hiện, cậu đòi trả lại áo choàng và mũ. Hai thứ đó là vật phẩm ma thuật. Hãy tiến tới tiêm một chất màu xanh lục lên vai cậu bé. Nó sẽ có tác dụng trong vòng một tiếng. Tóc của cậu bỗng nhiên mọc dài và dựng lên. si van tức giận vì tóc như vậy sẽ không thể đội vừa mũ. Hắn là em trai của cô gái khổng lồ. Nhóm người Donny bị tất cả sinh nhật trong rừng tấn công. Tên thảo dược nói cậu chỉ cần thử loại thuốc này nữa thì sẽ được đi. Loại thuốc này nếu pha chế sai một tí thì cậu sẽ chết. Bơ van lấy uống thuốc tự mình uống một hơi hết. Bơ van lăn lộn trên sàn la đang quá. Hắn lo lắng đi tới nói bơ van mau ói nó ra. Ai ngờ cậu như bừng tỉnh, tràn đầy năng lượng từ ngón tay tới ngón chân. Cậu muốn chạy mấy vòng cũng không mất sức một tí nào. Nhìn cậu thế này có lẽ thuốc đã thành công. Còn một ít thuốc trong lọ, hắn uống hết sau đó ngã lăn ra. Trong cơn mê man hắn gọi tên ô đỏ. Là gã dược sĩ già đã từng sống ở đây. Hắn đã đến đây lúc mà Dolo Z và Nacien vẫn còn chưa ở đây hắn ở đây vì khu rừng này có rất nhiều tài nguyên quý hiếm một thời gian sau phát hiện một người khổng lồ xuất hiện mọi người đã đồng ý cho cô ấy cùng sinh sống sau đó lại phát hiện trong bụi cây có một đứa bé sơ sinh ai đó bỏ rơi mọi người đã cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé hắn dạy cho đứa bé những kiến thức về thuốc ông ấy đột nhiên biến mất khỏi cái hẻm núi sau đó nasien bắt đầu làm những thí nghiệm kỳ lạ nasien tỉnh dậy liền đòi đi dãi thuốc quanh khu rừng các tiên khác không biết sự thật đã ném đá vào nasien bersivan bảo vệ hắn nasien có ma thuật Cậu dùng tay để tạo ra thuốc ba nãy, ra lệnh cho tất cả che miệng lại, thuật mưa sương mù, làm hẻm núi bị bao trùm bởi sương mù, ngay sau đó cây cối bừng tỉnh, con vật cũng sống lại, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, hẻm núi đang tự hồi phục, van hy vọng cậu ấy sẽ gặp được lại ông của mình. Tất nhiên là Nasian cũng rất muốn điều đó, cô gái khổng lồ đã cắt tóc cho van lấy đồ mà cô ấy đã làm cho Nasian lúc trước cho cậu mặc. Các tiên xin lỗi na Nasian nói đừng xin lỗi mình mà mọi người hãy cảm ơn Percivan một loại độc phá hủy đi căn bệnh chết chóc đó, nếu mà được hỗn hợp sai nhẹ thôi, có thể đã càn quét luôn cái hẻm núi này, nhưng cậu ấy đã làm chuột bạch, cáo hồng nói căn bệnh của khu rừng này không chỉ ảnh hưởng tới thực vật và động vật mà còn thấm vào đất. Nacien suy luận có thể là do cái lỗ kia là lý do, cáo hồng và Nacien cùng nhìn lên trên cái lỗ, bất ngờ xuất hiện một con quái vật bò từ cái lỗ ra, nó nhảy xuống. Nacien nhận ra đó chính là Odor, ông của mình, khi mọi người đang lo sợ thì Percy van phấn khích, Nasien đau khổ chạy tới hỏi rằng sao ông lại trở nên như vậy chị gái lấy tay cản cậu ấy lại quái vật bất ngờ ói ra một luồng khí trong miệng làm cho khu rừng trở nên thối giữa quái vật nói phá hủy và bắt lấy nacien đưa lên cao bóp chặt cậu chị gái tiến tới nắm chặt tay quái vật cứu em trai vừa tức giận vừa không tin vào chính mắt mình quái vật mở to miệng thở ra một luồng khí kinh tởm làm cháy nát phòng tay và mặt của chị gái con tiên thú bay trên trời hét lên kêu nacien bớt hét nó chính là tên mà Bursi van đã cứu khi bị nacien bắt làm vật thí nghiệm Cáo Hồng nói nó chính là đứa đã biến Dược Sư thành như vậy, theo hắn thì Dược Sư là kẻ tội đồ. Bây giờ Dược Sư phải phá hủy hẻm núi này để chuộc tội, quái vật tiến lên định dẫm nát cơ thể của chị gái, Bơ Van đã kịp ngăn cản. Na thất vọng không tìm thấy lối thoát cho suy nghĩ chính mình, Bơ Van truyền động lực cho Na quyết định giúp đỡ cậu ấy cùng nhau chiến đấu. Đã vực dậy được tinh thần nhưng không biết phải làm gì, Cáo Hồng đã đưa ra ý kiến tinh tường như thường ngày của nó, chúng ta cần tiêu diệt nguyên nhân gây ra nó. Tiên thú ra lệnh cho Odo tiến lên, ngay lúc đó hắn bị ai đó bắn tên xuyên qua đầu ngã xuống đất trở thành thể lỏng ô đo cũng ngã xuống một giọng nói lạ vang lên hắn là thánh hiệp sĩ phục mệnh cho vương quốc hiệp sĩ hỗ phách taliker hắn là bạn đồng hành của y john sider nacien -si cầu xin hắn biến ô đo trở lại bình thường hành ta đòi đánh được hắn một cái rồi hắn sẽ nói lý do và nếu như hạ gục được hắn bằng cách nào đó thì hắn sẽ biến ô đo trở lại bình thường cáo hồng xin nhắc nhở đừng để mình bị cuốn vào sự khiêu khích của hắn Hiệp sĩ Hổ Phách đã đoán ra cậu là người tạo và phát tán độc tố, thậm chí có thể ép nó vào vật thể, thắc mắc liệu cậu có năng lực phù phép và dịch chuyển luôn không, Percyen quyết chiến đấu cùng. Cậu cố dùng ma thuật nhưng dặn mãi không ra, cuối cùng ra cú dám làm mọi người té xỉu. Nasien cảm ơn rồi một mình tiến lên. Hiệp sĩ Hổ Phách tạo lên một cơn mưa đá, may kịp lúc van đã cứu Nasien một mạng. Chưa kịp đứng thẳng dậy quái vật từ đằng sau đã đánh bay Nasien ra xa, đo đấm một cú mạnh về phía Nasien. Bersien đã dùng cơ thể mình để chống đỡ, làm công tác tư tưởng cho Odo. Cậu nói chính Nacien giả sử cho nơi này được an toàn thay ông. Nói ông hãy tỉnh táo lên. Không ngờ lời nói có hiệu lực, lòng đen xuất hiện, nước mắt chảy ra. Kỵ sĩ hổ phách tức giận vì không điều khiển được quái vật. Hắn quyết định cho tất cả bay màu, dơ thành đào lên trời tạo hai impact lần nữa. Cáo hồng cảm thấy hết hy vọng, xem như tất cả đã chấm dứt. Bersi van leo lên đầu của quái vật lấy đà nhảy lên cao, đã nát hết mưa đá, thân thể cậu đầy vết bầm dập. Donny lo lắng chạy tới đỡ cậu bé, Percy Van Chấn An Vasien, chắc chắn chúng ta sẽ cứu được ông của cậu. Tưởng như cậu bé đã hết sức lực thì ma thuật của cậu xuất hiện bùng nổ, kỵ sĩ hồ phách thắc mắc hắn chưa bao giờ thấy một ma thuật nào phi lý như vậy. Sau tất cả những vết thương đó ma thuật của cậu đã chữa lành hết tất thảy, cáo hồng cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra sau cái ma thuật này. Hiệp sĩ hồ phách thấy vậy vẫn khinh thường cậu bé, hắn quyết định nghiền nát đến giới hạn hồi phục, hắn xem đây như là một trò chơi giải trí của mình. Lần nữa gọi mưa đá xuống thẳng nơi Percy Van đứng. Cứ ngỡ như cậu đã tiêu rồi nhưng ma thuật của Bersivan Van đã biến thành tinh linh ma thuật lớn, ăn hết tất cả đá từ hai impact của hắn, Hồ Phách ngạc nhiên bất ngờ thì bị tinh linh phun đá ra. Bersivan Van tiến tới chỉ tay vào mặt hắn nói như lời hứa thì cậu sẽ giáng một đòn vào hắn và rồi đánh bại để hắn, Hồ Phách phẫn nộ vì tự tôn của mình đang bị lung lay, tức giận vung đao nhưng Bersivan Van dễ dàng dùng ma thuật đỡ được, hắn bị đẩy lùi xa một đường, giờ tới lượt cậu ra tay, Hồ Phách vẫn chưa xem trọng cậu, hắn nghĩ tuy phòng thủ tốt nhưng chưa chắc đánh được hắn bằng một tay không ai ngờ bơ van dùng ma thuật tạo nên một bàn tay khổng lồ đánh xuống hồ phách như vượt đánh ruồi bơ van đã đánh trúng hắn một đòn hồ phách nói lý do ô đo bị như vậy là vì đó là một tội lỗi khi ông giải cứu các chủng tộc khác ngoài con người họ cho rằng đó là một sự băng bổ những gì vua arthur muốn là một vùng đất nơi mà con người sống yên bình không có chủng tộc nào khác tồn tại để đe dọa con người hắn đã cảnh báo ô đo nhưng ô đo không đồng ý nên hắn đã trừng phạt ô đo biến ô đo thành con quáo vật chỉ biết hủy diệt nhiệm vụ đe dọa thế giới Hồ Phách nói với Odor phá hủy hẻm núi nếu không thì hắn sẽ làm, nếu không muốn hắn làm thì phải tự tay phá hủy. Và thế Odor đã phát tán độc tố làm thối giữa nơi này, đuổi tất cả loài khác ra khỏi đây. Van không đồng tình với ý nghĩa biến thái đó, nhưng Hồ Phách như người cuồng đạo, cho rằng đó là ý nghĩ của vĩ nhân, hắn tôn thờ và phụng mệnh. Ma thuật của Hồ Phách là sức mạnh có thể điều khiển thời tiết, luồng xét khổng lồ, nhưng Van đã biến nguồn sức mạnh này thành của cậu. Chuyện này làm thánh kỵ sĩ Hồ Phách cảm thấy kinh sợ. Hắn giật mình hơn là nhìn thấy mái tóc màu lục trông như lông vũ của cậu. Hắn sợ hãi vì cậu có thể là tứ hiệp sĩ Khải Huyền. Hắn né chiêu của Bersiavan, bay lên trời với suy nghĩ phấn khích rằng mình sẽ hạ thằng nhóc này để lời tiên tri ngày tận thế của Vua Arthur kết thúc. Cáo hồng tiến tới nhắc nhở Bersiavan. Ma thuật của cậu hình thành từ trong suy nghĩ của chính cậu. Hãy thử tưởng tượng một vũ khí có thể hạ hắn trong một đòn. Hồ phách bay lên bầu trời sâu thẳm đen tối kéo xuống một luồng xét khổng lồ cực mạnh. Đây là ma thuật mạnh nhất của hắn. Calamity ngay lúc này Percy Van đã nghĩ ra vũ khí đó chính là cây cào lúa khi ông nội dùng đó để hạ con chim khổng lồ kia dùng ma thuật tạo nên vũ khí cậu một tay dễ dàng đánh nát chiêu thức của hắn phóng cây về hồ phách sức mạnh to lớn thổi bay tên hồ phách kèm nguyên ngọn núi bầu trời hết mây đen sáng sủa trở lại chị gái tỉnh dậy với phần trên đen xì làm cho Donny hoảng sợ cứ nghĩ là xác chết khổng lồ sống dậy cáo hồng nhiều kiến thức cho biết đó là Heavy Meta tộc người khổng lồ có một ma thuật có thể biến cơ thể thành kim loại để phòng thủ trước khi cơ thể dính độc cô ấy đã tự động kích hoạt có lẽ cô ấy được huấn luyện thực chiến khá nhiều bây giờ phần cháy bên ngoài rất ra cô ấy lại trở nên bình thường ô đo là một người tốt ước muốn mục tiêu của ông là biến hẻm núi này trở thành vườn thuốc của bờ Zitania. bất kỳ người nào đang gánh chịu dịch bệnh và thương xót tất cả người khổng lồ và tiên lùn ông muốn chữa lành và cứu tất cả mọi chủng tộc hồ phách đánh rơi một thứ cáo hồng dẫm nát nó thì ô đo được biến lại hình dạng của mình giây phút hạnh phúc cảm động của mọi người đó là cây huyền trượng của sự hỗn độn vua Camelot đã đưa chúng cho những hiệp sĩ của hắn. Sau trận chiến này, Bercy van quyết định sẽ tẩn vua một trận. Cậu không muốn người khác phải chịu những gì mà cậu đã trải qua. Nasien xin mọi người cho mình cùng đi. Cậu cảm thấy nợ mọi người chuyện giải cứu nơi đây và cậu muốn trở thành một dược sĩ tài giỏi hơn ông của mình. Ông và chị gái đã nói cậu nên ra ngoài thế giới để tìm hiểu thêm về thế giới. Thế là có thêm một người đồng đội trong cuộc phiêu lưu. Thuộc hạ Zuke Canen báo cáo cho Ison Side quá trình tìm kiếm là họ vẫn chưa tìm thấy gì cả người con đứng bên cạnh biết cha mình đang nói dối nhìn qua tên ra lệnh này thấy bên trong con người hắn là một cái bóng đen xì cô thấy được những lời hắn nói ra đều là dối trá hắn nói hắn sẽ bảo vệ thị trấn này khỏi những tên ác ma li onne cô là onne con gái của can đen thánh kỵ sĩ giáp đỏ cũng dặn cô nếu tìm được vật là một bức phù điêu cổ miêu tả một đám đông đang cầu nguyện thì hãy báo cho cha của cô bọn họ gọi đó là một mảnh của quan tài của bóng tối vĩnh hằng ma thuật của cậu bé biến thành những tinh linh ma thuật dễ thương nhỏ xíu rất ham nghịch ngợm và không chịu nghe lời sai bảo của cậu. Ma thuật thì bắt nguồn từ tính cách và cảm xúc của chính mình nên tinh linh ma thuật của Percy Van như vậy cũng là điều dễ hiểu. Xin hỏi khi cậu đánh với Taliker Cơ có phải cậu đã tưởng tượng ra một thanh kiếm? Percy Van lấy nó ra từ túi của mình, tên Ozo Bozot. Cậu gọi đó là con dao khác được nhận từ chỗ của ông, vốn dĩ đó là thanh kiếm phép, có cả mũ và áo choàng là vật kỷ niệm của ông nội. Cậu bé dược sĩ hơi nghi ngờ chuyện ông nội là một thánh hiệp sĩ, Camelot đã thất thủ vào 16 năm về trước nhưng sao nó vẫn còn tồn tại và có thể đi đến từ vương quốc Lyon này. Percy Van tin rằng xin không nói dối nên dược sĩ cũng tin tưởng không nói gì thêm. Sau khi ăn no mọi người đang nghĩ mệt. Ai cũng ước có phép thuật bay để khỏi phải đi bộ. Chợt nhớ ra quả cầu phép thuật khi trước của xin. Nhưng xin nói đó là quả cuối cùng. Khi đó vì chuyện gấp rút nên không biến ngay tới Lyon này. Dược sĩ biết thông tin về nó rằng nó được Pháp Sư Merlin, một trong bảy thất hình đại tội đã tạo ra chúng. Chúng là những quả cầu chứa đầy hiệu ứng ma thuật. Merlin cũng có một cuốn sách về tất cả loại độc dược trên thế giới, mê đắm độc tố mà anh dược sĩ cắn môi mình chảy máu tùng lung. Mọi người tiếp tục quốc bộ tới Sitana, những tinh linh bé xíu trên vai cậu nhảy xuống chạy tới một cái cây. Ở gốc cây như có một cái hố đã được người ta lấp lại, Percy Van vừa đào lên một vật phẩm thì có một cô gái xuất hiện. Cô nói nếu mọi người được vật đó cho người đấy thì cô sẽ giết chết tất cả. Donnie giải thích rằng chỉ lỡ tìm thấy vật này. Tuy nhiên Anne không tin và rút ra thanh kiếm ảnh trong cây dù. Cô nghi ngờ những người này nói dối nên đã tiến tới tấn công, đánh ngã Donnie và dược sĩ. Percy Van đưa vật phẩm cho cô, giải thích thật sự chỉ là lỡ tìm thấy. Anne nhìn sâu bên trong Percy Van, cậu bé tỏa sáng năng lượng trong sạch. Làm cô bất ngờ vì có người thật sự không che giấu điều gì, chưa giải thích được rõ ràng điều gì thì người hầu đã tới tìm cô. Cô vội vàng đưa nó cho Percy Van, bảo cậu hãy giấu đi đừng đợi ai trong thị trấn mày tìm thấy nó và đặc biệt không bao giờ đưa nó cho người tên ai John Cide. Ai cũng giật mình khi cô nhắc đến cái tên đó, Tên thật của cô là An Hanha, con gái của thị trưởng. Dược sĩ từng thấy cô vài lần trong lúc giao thương ở đây với Odo, xin biết vật phẩm này chính là một phần của quan tài của bóng đêm vĩnh hằng, một vật phẩm ma thuật huyền thoại được làm bởi một người khổng lồ. Donny khờ khạo chỉ nghĩ đến việc bán nó kiếm tiền. Percy Van rơi vào trầm tư muốn tìm thấy hắn để đối chất ngay, xin như quân sư của nhóm. Ông khuyên cậu nên tỉnh táo suy nghĩ, tìm hiểu kỹ lý do vì sao hắn ta lại tìm tới vật phẩm này, nếu bây giờ tìm thấy hắn thì cậu cũng không thể đánh bại hắn bằng sức mạnh lại còn ảnh hưởng tới người dân ở nơi đây. An Han Ha có một cuộc tranh luận nảy lửa với cha. Cho cô tin vào thánh hiệp sĩ Ai John Side. cô nói rằng theo năng lực của mình thì hắn ta chỉ toàn nói lời dối trá nhưng cha cô nhất quyết không chịu tin. Cha khuyên ngăn cô không được dùng năng lực đó nhưng người mẹ quá cố đã nói rằng đây là năng lực món quà của thần linh ban cho mình. Vì thị trấn này người cha muốn nghe theo và tuân lệnh hắn để được sự bảo vệ, Anne không tin vào tên đó, cô cần có ước muốn trở thành thánh kỵ sĩ để bảo vệ mọi người ngay lúc cao trào của cuộc tranh luận cô đã nói cho mình đừng làm chó cảnh cho tên đó nữa cha đánh cô một bạt tai ai john si đe lại đến nhóm người bơ van ở trên vách tường lén theo dõi tối nay hắn đến đây là để thông báo cho mọi người dân biết về mối đe dọa đến thị trấn và cách để dập tắt nó hắn mở chiếc hộp ra trong đó là bức phù điêu còn thiếu một mảnh mà nhóm người bơ van đang giữ xin biết rằng nếu hắn sở hữu bức phù điêu thì nơi đây sẽ trở thành địa ngục vật phẩm ma pháp đó ban đầu được làm để phong ấn quỷ tộc thánh tộc đã hy sinh bản thân để kích hoạt nó hiện tại quý tộc đã biến mất khỏi nơi đây sau cuộc thánh chiến 10 sau năm trước. Hiện tại ở đây không có thánh tộc nào cả nên khi hắn kích hoạt nó thì hắn sẽ hiến tế người dân ở đây cả thị trấn này. Aizon ở đây để thao túng tâm lý mọi người cùng nhau hợp sức tìm giúp hắn mảnh ghép cuối cùng. Hắn đổ rằng tứ hiệp sĩ Khải Huyền đã được tiên đoán hủy diệt thế giới. Vương quốc Leonne đang chiêu mộ, hắn đổ cho những người này là con quỷ đáng sợ, nỗ lực càng quét bờ Giania khỏi bản đồ thế giới. Người dân ai nấy đều hoảng lo sợ, Anne xuất hiện nói tên này là người lừa gạt. Aizon Side chuẩn bị xử phạt cô, xin quyết định bọn họ sẽ rời đi trước nhưng Percy Van tới bây giờ không nhịn nổi, cậu nhảy vào trong. Muốn giải cứu cô, xin và hai người vẫn đang chạy về phòng để bảo vệ mảnh ghép. Gần tới thì thấy người do Aizon Side phái đến giả danh người hầu của Anne trộm đi vật phẩm, hắn nói theo dõi cô ta suốt quãng thời gian. Sau khi lấy được mảnh vật hắn nhanh chóng tiến hành buổi hiến tế máu, xin đưa ra ý kiến một là phá hủy vật phẩm hoặc lấy đi một mảnh của nó. Percy Van hứng khởi đồng ý, quyết tâm chiến thắng, Dược sĩ luôn theo ý kiến của cậu vì cậu là chuột bạch yêu quý của dược sĩ. Donnie dù sợ nhưng thấy vậy cũng liền nương theo mọi người. Anne cũng quyết tâm chiến đấu cùng. Anne nhìn thấy bên trong Sinh có phần dối trá, làm cô cảm thấy bất an. Mọi người bắt đầu hành động, trên đường đi cô và mọi người giới thiệu tên. Cô còn kể Ai John Sider muốn gả con trai của hắn cho cô. Nghĩ rằng hắn xấu xa như vậy thì chắc người con cũng sẽ không tốt hơn là bao. Ai John Sider bắt đầu buổi lễ hiến tế máu. Ai John thực hiện nghi thức hiến máu thịt và linh hồn cho quan tài Sivan. Arthur không cần điều đó, điều hắn muốn hỏi chỉ là mọi kế hoạch của bọn họ đều bị bắt bài trong trận chiến, chứng tỏ nhóm Bơ van có vi sần trong tay. Có thể dự đoán được tương lai, Merlin chính là Ai John hứa sẽ đi lấy lại vi sần, nhưng nhiệm vụ mà Arthur giao cho ông ta không phải lấy lại vi sần, mà chính là đi tìm cô dâu cho hắn, bình minh sáng tươi. Cha của Anne cảm ơn nhóm Bơ van đã giúp đỡ thị trấn Sitana của họ, nhà cửa được người dân chung tay sửa chữa cũng may là không có thiệt hại mất mát gì về người, van không ngại đối đầu với cha mình. Cha của Anne biết cha của van vì Isege và vợ mẹ của Anne cùng là thánh hiệp sĩ dưới trướng của vua Arthur xứ Camelot. Isege từng là người cao thượng chính trực và luôn làm việc tốt, Donny và Nacien đều không tin vào tai, van thì bình lặng suy nghĩ. Anne xuất hiện trong bộ trang phục hiệp sĩ, cùng mái tóc ngắn màu xanh cá tính. Cô xin phép cha cô cho cô đi trên hành trình để trở thành thánh hiệp sĩ, vì qua trận chiến cô thấy mình quá yếu. Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ được nhiều người cô yêu thương, nhưng cha cô không cho cô đi một mình. Percy si Van nhảy từ trên tường thành xuống bãi cỏ xanh. Cậu thay lời cha Anne nói, muốn cô tham gia chung với họ. Từ lâu họ đã xem Anne là bạn thân, nhưng trong thật tâm cô cũng coi họ như thế. Cha của Anne cổ vũ cô đi trên con đường của cô đến Hát. Ha trên dãy cao nguyên xanh mướt, Anne cưỡi con bạch mã đi trước, Percy si Van cùng Nasir, Johnny và xin đi phía sau. Cha của Anne cho họ một phương tiện để đi lại, đó chính là chú ngựa trắng Sivan người bạn thân duy nhất của Anne từ bé tới giờ tính ra Anne cũng đông bạn phết nhỉ, và bây giờ cô có thêm bốn người bạn đồng hành. Percy si van thấy thế vội đi lên nói chuyện với Anne về Si Van rằng chân ngựa quá ngắn. Sau đó cậu vỗ mông con ngựa cái bốp bà ngựa đau điếng đá giò lái Percy si van bay tận chân trời. Nacien vừa kéo Percy si van bất tỉnh sau khi xăm nguyên bàn chân ngựa lên mặt mặt trời lên đỉnh đầu. Bốn người Percy si van cùng Nacien, Donny và Xin đi bỏ Anne và con ngựa Si Van cả trục dặm. Si Van đuổi theo không kịp thở suýt mất mạng. Con ngựa đau đớn con ngựa gục ngã nó yếu ớt kêu lên hai chữ mệt mỏi na thấy cái đà này họ sẽ gặp khó khăn dài dài xin bực mình cuộn tròn gối đầu lên chiếc đuôi dài và dày của mình nằm trước mặt con ngựa con ngựa si van vẫn còn sức mà hét lên nó tưởng con cáo già xin thái độ với nó bơ van nhiệt tình chia sẽ nơi tiếp theo họ đến chính là vương quốc lionet anne mắc sáng quắc hào hứng lên liền cô nắm cổ áo bơ van lắc lắc lionet là nơi cô muốn đến thì cô liền hóa thân thành cô giáo lịch sử thất hình đại tội bị coi là kẻ phản bội vương quốc nhưng họ là kẻ đã cứu Leonet không biết bao nhiêu lần. Họ chính là những thánh hiệp sĩ đánh bại ma vương trong cuộc thánh chiến. Anne lấy ra tờ truy nã Meliodas mà cô coi như kho báu quý giá giữ gìn. Anne muốn làm thánh hiệp sĩ cũng vì thần tượng của mình. Nói xong cô lại hỏi mọi người xem ai là nhóm trưởng của cuộc phiêu lưu. Anne nhìn quanh ngó dọc, cô cho rằng Percival là linh vật của nhóm, Nasien thì làm quân sư. Donny làm bia đỡ đạn, nhìn tới nhìn lui Anne tự bầu cử mình làm nhóm trưởng mà không cho ai ý kiến. Donny vỗ tay bất lực thật sự. Nasien không ý kiến Anne và Donny cãi nhau trì chóe cáo già xin đành ra mặt dẹp loạn cuộc tán dốc của những tên ngốc từ chiếc đuôi xin lấy ra tấm bản đồ bằng da mọi người bàn tính kế hoạch tiếp theo tại thị trấn can thánh hiệp sĩ Hauver hóa thân thành sâu rượu làm cho những người khác bực mình trên đường đi đến thị trấn can Donny nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu học kiếm đạo cùng bạn đồng niên Edlin với người sư phụ Hauver của mình cả nhóm đã tới thị trấn can thật chấn như trong chuyện rất đẹp Anne lạc bước vào cửa hàng quần áo Nasien vào cửa hàng rèn đi đến cửa hàng rượu. Bơ si van đến khu vực đấu võ đài sumo tự do, cáo già xin và con ngựa si van chỉ biết đứng nhìn, xin tức giận hét lên với mọi người. Xin không thể chấp nhận việc mọi người chạy lung tung mà chưa tìm được chỗ nghỉ, họ cùng đã tìm được quán trọ, cậu nhóc Bơ si van leo lên quầy vỗ vỗ bàn đòi phòng nghỉ. Anne kéo cái túi to đùng đi tìm mọi người, Bơ si van ra cửa gặp cô chật vật kéo túi, vì cô là trưởng nhóm lo nghĩ cho nhóm, nên cô mua vật dụng chuẩn bị cho cuộc hành trình vượt núi cao, nào là đèn, nào là chăn bông, nào là quần áo vừa sai mọi người, Anne mua đồ chỉ còn lại 3 đồng bạc. Xin lúc này thật sự tẩu hỏa với cô rồi, xin đưa cho Anne 10 đồng vàng. Nhờ tài mua sắm thiên bẩm của mình, Anne biến 10 đồng vàng còn 3 đồng bạc. Giúp cả nhóm một vé ngủ ngoài đường, Percy van khiêng bao đồ to đùng đi theo Anne để lấy tiền về. Donny rủ Nacien làm vài chén trong khi chờ đợi. Xin phải đi dạo để hạ hỏa. Donny dẫn Nacien vào quán rượu gọi một ly sữa và một cốc bia. Anh đang vui vẻ, sau lưng anh chuyển đến giọng nói. Trẻ con cũng đòi uống bia, Donny liền đáp trả, và khi cậu quay mặt lại liền bị xịt keo đứng hình ngay tại chỗ, bia và sữa được đưa lên. Người kia cầm cốc bia nốc cạn, Nasien nghe từ cái miệng lắp ba lắp bắp của Donny, biết được người đó là thánh hiệp sĩ Haver. Anh trai của mẹ Donny, trắng ra là cậu của Donny, xin đi tìm Si Van tâm sự. Xin thật sự mệt mỏi với nghề giữ trẻ, Anne đưa Boris van đi thi đấu vật và cô thắng được rất nhiều tiền, vì không có tên nào vượt qua được Boris van. Donny Vifanacien ngồi cắn hạt dưa nói chuyện với Hoa Vơ, nhưng hắn ta rất ngứa đòn khi không thèm trả lời câu hỏi của hai cậu thiếu niên. Donny đứng vậy làm rơi thanh xà gỗ, Hoa phát hiện và giật lấy. Hắn cho rằng thứ này bị Donny trộm lây như cậu đã từng trộm tiền trong ví hắn. Donny bị oan cãi lại, cậu phải giữ kỹ thứ này. Thứ này có thể chấn áp Mateo C. Hover không nói lý lẽ liền quanh đứa cháu tơi bời hoa lá. Nếu thứ đó bị rơi vào tay kẻ xấu thì Leonet sẽ bị càng quét hắn không ngừng miệt thị khinh rẻ Donny đang bị thương nằm dưới sàn, Nasien cũng không thể nhịn được với một người lớn đánh nhau trong khi say xỉn. An và Percy Van quay về khoe số bạc cược thắng trong trận sumo, Donny bỏ chạy qua người họ làm Percy Van xoay vòng không điểm dừng, hao vơ cướp số bạc trên tay An này, Nasien vội ngăn cản hắn, Percy Van biết được hắn cướp thanh xà gỗ còn đánh Donny cậu rất giận, đám đông xung quanh không những không can ngăn mà còn cổ vũ họ quánh nhau. Nasien đã nghĩ ra cách, thay ra giải quyết bằng nắm đấm, thì họ phân thắng bại bằng thi uống rượu. Nasien vừa uống vừa dặn dò Percival và Anne, cậu phát hiện ra điều bất thường từ thị trấn này. Cậu nghi ngờ người ở đây không thực sự là người của thị trấn, dặn dò hai người kia cứ hành động tự nhiên, cậu vừa dứt lời thì hai người kia lăn đùng ra ngủ. Hao khen cái đầu nhạy bén của Nasien, lúc này người phía sau cũng đã lộ diện, người nắm chủng băng cướp, học trò của Hao đàn anh của Donny, Eslin. Bên trong quán rượu, đám cướp do Eslin cầm đầu bao vây mọi người, Hao đã nghe tiếng bọn cướp này chuyên tấn công cướp bóc các nhà lữ hành ở dãy đàn laser. Vơ cũng không phải là danh sưng. Hắn ta là ai chớ? Thánh hiệp sĩ của Leonet, một sức mạnh cực khủng trong thân hình cực đại. Hắn chưa kịp ra tay đã lăn ra ngáy ngủ. Kinh nghiệm cõng hắn về sau bao lần say rượu, Eslyn quá rõ. Còn lại mình Nacien đối đầu bọn cướp. Cậu rất bình tĩnh nhìn về phía Eslyn và sử dụng ma pháp sương mù tạo ra khói độc, làm bọn cướp đều ngã ngựa. Chỉ còn lại mình Eslyn. Nacien cũng không muốn dây dưa vào chuyện của họ. Cậu chỉ muốn đưa bạn của mình đi. Eslyn xách van lên hỏi Nacien. Nasien giật mình hét gọi Bersivan. Khi cậu quay lại thấy Bersivan vẫn đang nằm ngủ dưới đất, Eslin phía sau đánh lén Nasien. Donny trốn ông cậu của mình, anh dự định sẽ chạy trốn tiếp. Eslin tìm tới Donny. Hai người vui vẻ khi gặp lại nhau. Eslin cho Donny biết anh đã không còn tập luyện và quyết tâm theo đuổi con đường trở thành thánh hiệp sĩ và đã cắt đứt quan hệ với Haver, Donny hỏi thăm Eslin về cuộc sống. Eslin rủ Donny đi làm với hắn. Việc nhẹ lương cao. Donny nghe đến việc nhẹ lương cao sao sặc mùi lừa đảo vì thánh hiệp sĩ không mê tiền. Mà Eslin cũng đã từ bỏ làm thánh hiệp sĩ để đi theo con đường làm giàu không khó, Eslin kêu Donny đóng giả làm người dân thị trấn, sau đó lấy đồ của những kẻ lữ hành bỏ vào túi mình. Donny lúc này mới nhận ra đó là tập đoàn cướp bóc. Donny sau khi biết sự thật thì không chấp nhận cũng không từ chối gia nhập. Trước hết cậu đi tìm bạn của mình, nhưng bạn của Donny bị Eslin bắt nhốt hết rồi. Donny sẵn sàng làm kẻ thù với bất kỳ ai lại hại bạn của mình, sau đó rời đi, bọn cướp ném nhóm Percy Van vào nhà lao rồi cướp hết tiền của họ. Còn thanh xà gỗ bọn chúng nghĩ là vô dụng nên ném lại, vô tình rơi lên đầu bơ si van làm cậu nhóc đau hét lên, bọn cướp rời đi, chủ quán rượu đi ra giải cứu họ. Ông Ngạc Nhiên khi Nasien uống biết bao nhiêu rượu của ông cũng không hề hấn gì, chủ quán rượu nắm Hawver cho hắn lấy tinh thần thể lực mà tỉnh lại. Hawver cũng nhìn ra được lão già cơ bắp lực điền chính là người hắn đã tết mông tại lễ hội chiến đấu tai du theo lời tai du thị trấn này sắp bị san bằng bởi con rồng cổ đại do Eslin thuần hóa được. Donny nhìn con rồng sợ hãi sắp xón ra quần. Eslin mời gọi anh bước chung thuyền. Donny nào còn tâm trí mà suy nghĩ liền bỏ chạy. Eslin hét theo. Hai người họ đều là những kẻ bỏ cuộc nên dựa vào nhau mà sống. Anne và Percy van cuối cùng cũng thức dậy mới phát hiện mình ở nhà lao. Anne gặp Howver cô liền nổi hứng mắng chửi hắn. Howver nhậu xỉ không ói nhưng nghe Anne nói thì buồn nôn thật sự. Percy van sau khi biết Howver đánh Donny giờ làm cho Anne khóc. Cậu liền dùng thiết đầu công đụng thẳng vào bụng của Howver. Nasien cho mọi người biết thân phận thật của Howver. Eslin đứng trên đỉnh nói vọng xuống kêu đàn em giữ Donny lại nhưng không làm anh bị thương, sau đó hắn dùng quả trứng rồng để khống chế con rồng quay về ổ. Đàn em của Eslin đi lên sau khi không tìm thấy Donny. bọn chúng muốn thử con hàng trước khi đem đám nhóc bị bắt đi bán. Tao Du kể lại quá trình khi Eslin mới đến thị trấn và quá trình hắn ta trở thành thủ lĩnh băng cướp khét tiếng vùng can, Eslin cũng thật can đảm dám một mình đi vào ổ rồng và trộm trứng rồng. Thành công thuần hóa thu phục con rồng cổ đại, hover đã nghe về học trò của mình nên cũng đã đến thị trấn. Eslyn đã sử dụng ma pháp Imitation, tạo ra một bản sao hoàn hảo về hình dáng và cảm xúc để tạo ra quả trứng rồng giả bằng ảo ảnh để khống chế rồng mẹ. Nasien đã nhìn thấy ảo ảnh của Percy Van trong tay Eslyn lúc ở quán rượu, con rồng cũng dần nhận ra. Chuyện Eslyn bị lộ cũng còn là vấn đề thời gian, tai du nhờ Haver ngăn Eslyn lại trước khi quá muộn, không chỉ con rồng, những thuộc hạ dưới trướng Eslyn đều bất mãn với hắn hắn cướp bóc bắt người nhưng không bóc lột trẻ em và phụ nữ cũng không giết thánh hiệp sĩ bắt người thời gian rồi thả ra eslin bị đám thuộc hạ dùng đá đánh lén vào đầu và cướp quả trứng eslin sau khi tỉnh lại với vết thương đang chảy máu trên đầu đòi lại quả trứng con rồng xuất hiện làm bọn chúng hốt hoảng đánh rơi quả trứng xuống chỗ sivan và xin quả trứng theo tàn ảnh biến mất con rồng mất quả trứng thật sự tức giận liền đánh phá xuống thị trấn mọi người biết eslin mất quyền kiểm soát con rồng nên thi nhau bỏ chạy trong nhà lao mọi người cảm nhận được sự tức giận của rồng mẹ sau khi nghe âm thanh lạ, tai du lấy một viên gạch trên tường ra. một căn phòng bí mật được mở, như dự đoán quả trứng đã nở thành rồng con. bên cạnh đó là khay thức ăn. nhưng tình trạng sức khỏe rồng con không tốt. nasien vút ve rồng con, cậu cần thời gian chữa trị cho rồng con. si van cõng Sinh cũng chạy xuống được nhà lao hội ngộ mọi người. vơ cho rằng donny chạy trốn bỏ mặc mọi người. bởi van ném thanh xà gỗ cho vơ nhà muốn ông cậu tận tay đưa cho donny. vơ nhớ lại cái ngày donny bỏ trốn với lý do không muốn làm thánh hiệp sĩ, không muốn đương đầu vào chỗ chết trong lòng ông cậu này donny chính là kẻ hèn nhát, con rồng giận dữ tàn phá khắp nơi, Eslin tưởng chừng đã rơi xuống và cận kề cái chết thì được Donnie đu cây cứu. Hai anh em treo lơ lửng trên cây và ngẫm sự đời, con rồng đi tới uất hận trào dâng phun lửa vào họ, nhưng Percival đã đón được họ. Percival và con rồng đối đầu nhau, bên trong tầng hầm không thể chống cự lâu và sắp sập xuống. Nasien đang dùng ma pháp có thể giúp chú rồng nhỏ đỡ hơn, qua lời kể của con cáo, Hover biết được donny thật sự bảo vệ mảnh quan tài của bóng đêm vĩnh hằng mà Hover đang cầm. Donny liều mạng bảo vệ thị trấn khỏi bờ vực diệt vong, trong mắt con cáo hao vơ giống như một thằng hề không hơn không kém, con cáo giả đã nhận nhiệm vụ bí mật từ vua Lionel, đó là theo dõi cậu nhóc đội mũ sắt Bersivan, vì Bersivan là một trong những hiệp sĩ trong lời tiên tri. Ba người Bersivan Doni và Eslin lăn cù cù trên đất, sau khi biết sự thật, Vơ nhờ Nasien dùng ma pháp giúp ông cậu đẩy hết an con trong người ra, Bersivan van đuổi Doni cùng eslin và Annedit chỗ khác, cậu sử dụng ma pháp. Những Bercy van tí hon đấm đánh vào con rồng, vảy rồng già cứng ơi là cưng con rồng dùng móng vuốt quánh thẳng xuống Percival. nhưng đó chỉ là ảo ảnh của cậu do Edlin tạo ra con rồng đã phát hiện ra họ con rồng há miệng nhìn họ như kiểu chạy đi chạy nữa đi các con mồi của ta Hover đi đến mang theo trận cùng phong nộ Hover đối diện con rồng bình tĩnh đến lạ không chút gợn sóng cả hai cùng ra đòn tấn công đôi phương nhưng cơn gió quá mạnh đã thổi bay luôn con rồng con rồng thực sự bị đánh bại Hover hỏi thăm hai đồ đệ của mình cậu nhóc vô tri hét lên đầy hưng phấn vì mà côn ngầu của thánh hiệp sĩ Nasien và xin cởi lên chú rồng nhỏ hội ngộ cùng mọi người sau khi cậu cứu được nó, chú rồng nhỏ bay đến bên mẹ. Cất tiếng rồng gọi mẹ, rồng mẹ từ từ mở mắt nhìn con, bơ van đến xoa người rồng mẹ và nhẹ nhàng xin lỗi. Eslin định âm thầm CHUONDI sao bao lỗi lầm cậu gây ra cho con rồng và thị trấn. Nhưng cậu cũng được ưu ái nằm trên bảng truy nã, Hauver không nói không rằng đấm vô mặt Eslin không trượt phát nào. Đến sau cùng Hauver cũng giơ tay ra nắm lấy học trò của mình một lần nữa, họ sẽ cùng nhau bắt đầu lại. Eslin ôm chầm lấy hao khóc nức nở, lý do mà Donny sợ chết chính là lời chăn chối khi hấp hối của mẹ anh. Mẹ Donny dặn dò anh phải sống tiếp và sống thay phần của bà. Hao ôm hai cậu chó cưng vào lòng, Donny giật lấy mảnh của quan tài của bóng đêm vĩnh hằng. Nhưng hao không cho, vì thứ này có thể lật ngược tình thế trong cuộc chiến với phe đối địch của chúng, Donny trốn khỏi thứ đó. Chỉ bơ si van sung phong giữ. Ông cậu rèn cho bơ van một thanh kiếm cho giống thánh hiệp sĩ, chui kiếm được làm từ thanh xà gỗ mảnh của quan tài của bóng đêm vĩnh hằng. Cáo ra xin sau khi nghe lời góp ý của Haover, xin đã đi lên núi và biến thành hình người mà đỏ, bắn cung tên báo tin cho bệ hạ La Vua Leonet biết. Trong hoàng cung Vua Leonet đã nhận được truyền tin, đã tìm được hiệp sĩ trong lời tiên tri, Percy Van cùng bạn bè chào Haover cùng Edlin và Taiju để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sau ngày dài di chuyển hướng về vương quốc Leon Leonet, bên bếp lửa hồng cả nhóm Percy Van quay quần trò chuyện sau những chuỗi sự kiện xảy ra, đêm trăng thanh gió mát, cả nhóm bước vào giấc ngủ để sáng mai lên đường sớm xin lắng nghe mọi người nói chuyện rồi chập mắt đi ngủ bỗng có tiếng gọi xin vội vã đi đến nơi phát ra âm thanh một cô gái biết rõ về xin làm cho cáo già không khỏi nhăn mặt xin giật mình cũng vừa lúc tỉnh giấc sáng sớm hôm sau cả nhóm đã phải leo núi sớm trên đường đi xin phát hiện mot con chim kỳ lạ cứ bay theo trên đầu họ trước khi trèo núi tiếp thì Percy van và Donny đột ngột chạy đi xả nước cứu thân dưới hàng cây xanh mướt xa xa bóng người đằng xa có một ngôi làng và dân làng kỳ quái đang vẫy tay chào thân thiện một cậu bé một người lớn Bơ van hét lên kêu mọi người đến, cậu bé hồn nhiên vui vẻ chỉ vào ngôi làng. Sau đó nhanh chân chạy thắng hướng ngôi làng, Anne và Na Sien và Sin đang định theo họ vào làng thì ông chú mập mạp cùng con chó trắng xuất hiện. Ông chú hét lên cho biết ngôi làng đó rất nguy hiểm có vào không có ra, xin nhân mày thật nhiều chuyện rắc rối rồi cậu chạy theo Bercy van và Donny. Anne và Nasien ở lại nói chuyện với chú để tìm hiểu thêm về ngôi làng. Người dân trong làng gương mặt ngơ ngơ, Bercy van chào hỏi mọi người, còn Donny thì chỉ tìm quán rượu để uống bia. Đáp lại Donny là người kỳ quái cao to, thủ lĩnh của ngôi làng. Bên này ông chú tên ạt là thợ săn vút ve bạn đồng hành Cj của mình. Trước đây tại nơi đó không có làng mạc gì hết, nhưng vào khoảng 10 năm trước thì họ đến và dựng nên ngôi làng. Chính ông chú thấy những người trong làng sau khi bước ra đều biến thành quái vật, còn những người đi vào thì không bao giờ thấy đi ra. Anne và Nacien giật mình khi nghe như thế. Mặc cho ông chú ạt ngăn cản, Nacien và Anne vẫn quyết định vào làng, trong làng, dân làng mang bia tự ủ và thịt lên cho Percy Van và Donny dùng. Theo lời tên thủ lĩnh thì dân làng ở đây chỉ cười không nói truy in vip, họ khôn biết ngôn ngữ của Beritania. Còn tên thủ lĩnh chỉ quan tâm thanh kiếm của Percy Van được làm từ mảnh vỡ của quan tài của bóng đêm vĩnh hằng, xin xuất hiện trên nóc nhà và nói chuyện với tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh biết được tên xin nên cũng nghi hoặc. Hắn hẹn xin nói chuyện riêng, sau đó cả hai đi chỗ khác nói chuyện. Bên đây xin bị tên già ngượm đánh ngất. Muốn cứu Percy Van thì phải phá hủy tảng đá lớn ở giữa làng. Lý do ạt à giúp đỡ Anne và Nacien là vì muốn gặp lại con gái Connie của ông. Nhưng khi cô bé còn nhỏ, bọn quái vật đã tấn công làng của họ, nên ông chú tình nguyện làm quan sát nhắc nhở mọi người ở đây. Anne và Nacien cùng bạch mã đi vào làng sau khi vượt qua kết giới. Ông chú thì bị kết giới đánh bị thương nên chỉ có thể ở ngoài đứng nhìn. Ông chú ở bên ngoài làm trò thu hút người dân trong làng, tạo điện kiện thuận lợi cho Anne và Nacien đi vào làng. Sau đó họ phát hiện Donny đang ôm đầu hét lên đau đớn. Nasien đi đến chỗ Donny còn Anne và Sylvan đến chỗ tượng thần. Trên đường đi Anne phát hiện van đang đánh nhau với dân làng. Cô không thể cứu van nếu không họ cũng sẽ bị bắt chung. Anne nhanh chóng đến tường đài. Donny cùng Nasien chạy đến chỗ Percivan. van dạy võ sumo cho dân làng. van giao tiếp được ngôn ngữ của người trong làng, không giống ngôn ngữ của Bersitania mà là ngôn ngữ của ma tộc điều này làm cho Donny giật mình kinh ngạc ngơ ngác bật ngửa vì cuộc sống đầy cà rốt để ăn của Sylvan vì lý tưởng thành thánh hiệp sĩ của Anne cả hai đã dùng hết sức cha sinh mẹ để cuối cùng cũng phá hủy được tượng thần kết giới bị phá hủy dân làng đều biến thành quái vật ông chú ạt và chú chó trắng Cj cũng biến hình đánh diệt ma tộc tượng thần bị hủy nên những người ở đây mất nhận dạng Nacien và Anne vào làng mới biết những người họ vô hại và họ chính là ma tộc ngôi làng bảo vệ họ tránh sự xâm nhập của thế giới bên ngoài đã bị phá hủy và kẻ chủ mưu chính là thánh hiệp sĩ Adbeth của vua Arthur.